giải bóng đá hạng nhất quốc gia lần thứ 30 diễn ra từ ngày 21 tháng 10 năm 2023 và dự kiến kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2024. 12 câu lạc bộ đến từ 12 tỉnh thành sẽ tranh tài trên 12 sân vận động trong 22 vòng đấu để tìm ra 1,5 suất lên chơi tại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam vào năm sau. Sau đây là tổng quan về sân nhà của các câu lạc bộ tại V-League 2 2023-2024. Giải hạng nhất quốc gia sắp tới là mùa giải thứ hai liên tiếp sân vận động Hòa Bình góp mặt. Sân bóng nằm tại thành phố Hòa Bình này đã trải qua 6 lần cải tạo, trong đó lần đầu tiên vào năm 2005 và lần gần nhất diễn ra từ đầu năm 2023. Khoảng 500 triệu đồng đã được chi cho việc cải tạo một loạt hạng mục, từ mặt cỏ đến các phòng chức năng của sân vận động Hòa Bình. Hiện tại, việc cải tạo sân vận động Hòa Bình vẫn đang được tiếp diễn với hạng mục dàn đèn chiếu sáng để đáp ứng yêu cầu từ VFF. Sân vận động Hòa Bình sử dụng loại cỏ lá gừng mới cải tạo và được chăm sóc khá chu đáo thời gian qua, nên chất lượng ở mức khá ổn so với mặt bằng chung của giải hạng nhất. Sân bóng này có thiết kế hai khán đài với sức chứa 3.600 khán giả. 80% sức chứa của sân vận động Hòa Bình đã được lắp đặt ghế ngồi và mái che. Hiện tại đây là sân nhà của câu lạc bộ Hòa Bình, đại diện duy nhất của khu vực Tây Bắc trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Sân vận động VFF, trái tim của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ cùng tên, nằm ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Sau hai lần đổi chủ, Học viện bóng đá 3 sao AFC này đang thuộc quyền quản lý của Bộ Công an. Khởi công xây dựng đầu năm 2017, sân vận động này được khánh thành đồng thời với trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF vào ngày 20 tháng 11 năm 2017. Tổng diện tích của sân vận động VFF là 12,7 ha, trong đó diện tích sân bóng là 7.100 m2. Sân vận động này có hệ thống ánh sáng và các phòng chức năng hiện đại, chuyên nghiệp. Mặt cỏ sân vận động VFF sử dụng loại cỏ Yasia. Đây là mặt sân đầu tiên tại Việt Nam sử dụng loại cỏ này. Mặt sân VFF được chăm sóc rất tốt bởi đội ngũ nhân viên lành nghề và rất tận tâm với công việc, nên luôn nằm trong top những mặt cỏ đẹp nhất tại giải hạng nhất kể từ khi hoàn thành. VFF cũng là sân vận động duy nhất chỉ có một khán đài tại V-League 2 mùa này. Với sức chứa 3.600 khán giả, toàn bộ khán đài đã lắp đặt ghế ngồi và mái che, phía trên còn được lắp đặt quạt trần. Đây là sân nhà của câu lạc bộ VFF Công an Nhân dân. Trong thời gian chờ sân vận động Phan Thiết được cải tạo theo đúng yêu cầu của VFF, câu lạc bộ bóng đá Bình Thuận sẽ tiếp tục sử dụng sân vận động tỉnh Ninh Thuận làm sân nhà ở mùa giải này. Sân vận động Ninh Thuận ban đầu chỉ có một khán đài với sức chứa 4.000 khán giả. Sân vận động này đã trải qua hai lần cải tạo, trong đó lần cải tạo đầu tiên là vào năm 2013 khi tỉnh Ninh Thuận đăng cai giải bóng đá U21 quốc tế. Với một loạt hạng mục được cải tạo và nâng cấp, bao gồm mặt cỏ, dàn đèn chiếu sáng và các phòng chức năng. Năm 2017, sân vận động Ninh Thuận được đầu tư xây dựng thêm khán đài B với thiết kế các bậc ngồi trên khán đài hình cầu thang. Năng sức chứa của sân vận động này lên khoảng 8.000 khán giả, trong đó chỉ có phần trung tâm khán đài A được lắp đặt ghế ngồi và mái che. Mặt cỏ sân Ninh Thuận cũng là cỏ lá gừng và có chất lượng khá ổn. Sân vận động Bà Rịa được khởi công xây dựng vào năm 2001 và chính thức khánh thành vào năm 2004. Năm 2018, sân vận động này được đầu tư cải tạo lại gần như toàn diện với sự tài trợ từ một tập đoàn hàng đầu của Thái Lan. Sau cải tạo, sân bóng này đạt tiêu chuẩn của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. So với mặt bằng chung của các sân bóng ở Việt Nam hiện tại, sân Bà Rịa nằm trong top đầu các sân vận động hiện đại và chuyên nghiệp. Sân vận động này là sân bóng đầu tiên tại Việt Nam sử dụng loại cỏ Yeon Yeosia, loại cỏ có chất lượng hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á hiện nay. Tất nhiên đây vẫn là mặt cỏ tốt nhất của giải hạng nhất như những mùa giải gần đây. Kích thước phần sân bóng đá là 70m x 100m. Sức chứa hiện tại của sân vận động Bà Rịa khoảng 8.000 khán giả, trong đó khán đài A và B đã được lắp đặt ghế ngồi. Chỉ có khu vực khán đài VIP được trang bị mái che, trong khi khán đài C và D vẫn là các bậc ngồi bê tông. Sân vận động này là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu. Mùa giải này có thể là lần cuối cùng sân vận động Long An xuất hiện tại các giải bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam. Nguyên do là bởi tỉnh Long An sẽ tiến hành đấu giá khu đất bao gồm sân vận động Long An với số tiền dự kiến hơn 1.800 tỷ đồng trong thời gian tới,
để triển khai xây dựng một sân vận động mới ở một vị trí khác. Dự kiến đến cuối năm 2024, sẽ dừng mọi hoạt động tập luyện, thể thao tại sân vận động này. Sân vận động Long An được khởi công xây dựng vào năm 1979 và chính thức khánh thành vào giữa năm 1984. Sức chứa ban đầu của sân vận động Long An là gần 20.000 khán giả. Sau 39 năm sử dụng, sân bóng này đã xuống cấp rất nhiều. Khu vực các phòng ở phía dưới khán đài B hiện đã đóng cửa do xuống cấp nặng, không đảm bảo an toàn. Vì vậy, khán đài sân vận động Long An hiện tại chỉ đảm bảo sức chứa khoảng 10.000 chỗ ngồi. Trong đó, ngoại trừ khán đài A với sức chứa khoảng 1.000 người còn đảm bảo, ba khán đài còn lại đều trong tình trạng xuống cấp, nứt toác, rơ móc và đầy cỏ dại. Do vướng quy hoạch, nhiều hạng mục của sân vận động Long An không thể sửa chữa nhiều năm nay, và mọi thứ sẽ tiếp diễn trong mùa giải năm nay, khi sân vận động này đang đếm ngược đến ngày được hóa kiếp. Mặt cỏ sân Long An là cỏ lá gừng, có tuổi đời khá lâu và chất lượng tạm ổn. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Long An. Tuy nhiên, từ khi đội bóng này xuống hạng nhất năm 2017, sân trở nên điều hưu vắng vẻ. Sau 3 năm vắng mặt, sân vận động Cao Lãnh đã chính thức trở lại với giải hạng nhất quốc gia từ mùa giải tới. Chính thức khánh thành vào ngày 6 tháng 10 năm 1996, với sức chứa ban đầu khoảng 20.000 khán giả. Trải qua 27 năm, chảo lửa một thời của bóng đá miền Tây đã xuống cấp rất nghiêm trọng. Rất nhiều hạng mục của sân vận động Cao Lãnh đã không còn sử dụng được hoặc không đảm bảo an toàn nếu tiếp tục sử dụng. Sân Cao Lãnh có thiết kế 4 khán đài liền mạch và 90% sức chứa của sân vẫn là các bậc ngồi bằng bê tông. Riêng khán đài A có thiết kế 2 tầng với mái che, nhưng chỉ có tầng trệt được lắp đặt ghế ngồi. Do tình trạng xuống cấp đáng báo động của sân vận động này, hiện nay chỉ tầng trệt của khán đài A cùng khán đài C và D là có thể được sử dụng cho các sự kiện văn hóa thể thao. Vì vậy, sức chứa khả dụng của sân vận động Cao Lãnh hiện tại chỉ khoảng 10.000 khán giả. Mặt sân Cao Lãnh sử dụng cỏ lá gừng với chất lượng ở mức chấp nhận được. Tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất chủ trương cải tạo sân vận động Cao Lãnh trong thời gian tới, chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 từ năm 2023 đến 2024 sẽ tiến hành cải tạo lại khán đài và mái che với kinh phí khoảng 5 tỷ đồng. Giai đoạn 2 từ sau năm 2025 sẽ cải tạo các hạng mục còn lại và sơn lại toàn bộ sân vận động. Hiện tại đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp, một trong hai tân binh ở mùa giải này. Sân vận động Bình Phước được xây dựng vào năm 2010, sức chứa ban đầu là 10.000 khán giả với một khán đài duy nhất. Năm 2021, sân bóng này được đầu tư 10 tỷ đồng để xây dựng thêm khán đài A, với phương pháp thi công bằng các kết cấu thép đúc sẵn, theo mô hình của nhiều sân bóng tại Thái Lan hiện nay. Khán đài mới bổ sung thêm 1.000 chỗ ngồi, nâng sức chứa của sân vận động Bình Phước lên 11.000 khán giả, trong đó toàn bộ khán đài B vẫn là các bậc ngồi bê tông. Sân bóng này còn trải qua một đợt cải tạo vào năm 2018, khi dàn đèn chiếu sáng 900 lắc và một màn hình LED hiển thị tỷ số được lắp đặt với kinh phí 11 tỷ đồng. Mặt sân Bình Phước sử dụng cỏ lá gừng và chất lượng cũng chỉ ở mức chấp nhận được. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Bình Phước, đội bóng đã rất vất vả mới có thể trụ hạng ở mùa giải vừa qua. Được khởi công xây dựng vào năm 1935, trên khu đất có tổng diện tích 55 hectare, nằm ở trung tâm thành phố Huế hiện nay. Sân vận động tự do chính thức khánh thành vào năm 1936. Sân vận động này trải qua nhiều lần đổi tên và chính thức có tên tự do từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Sân vận động tự do được xây dựng bao gồm một lòng chảo bằng bê tông nghiêng 45 độ, có chu vi 500 m, dành cho các cuộc đua xe đạp và mô tô. Đến bây giờ, hạng mục độc đáo này vẫn còn tồn tại ở sân vận động này. Sân vận động tự do có thiết kế 4 khán đài đầy đủ, trong đó chỉ khán đài A được lắp đặt mái che và đầy đủ ghế ngồi. Các khán đài còn lại là các bậc bê tông được sơn hai màu, đỏ và xanh dương. Sức chứa hiện tại của sân vận động tự do khoảng 16.000 khán giả. Mặt sân cũng là cỏ lá gừng và có chất lượng chấp nhận được. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Huế. Được xây dựng lần đầu vào những năm 1960, đến năm 2005, sân vận động Việt Trì được xây dựng lại gần như toàn bộ, với kinh phí khoảng 100 tỷ đồng. Trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2022, sân vận động Việt Trì tiếp tục được đầu tư cải tạo và nâng cấp để tổ chức các giải bóng đá quốc tế. Trong đó, mặt cỏ được làm mới bằng loại cỏ Bermuda, tân tiến hơn. Mặt sân Việt Trì có chất lượng rất tốt ở các giải bóng đá quốc tế,
nhưng chỉ ở mức trung bình cho các giải bóng đá quốc nội. Đầu năm 2022, toàn bộ khán đài A và B của sân vận động Việt Trì đã được lắp đặt ghế ngồi dạng ghế băng, độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Cùng với đó là hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Sức chứa hiện tại của sân vận động Việt Trì khoảng 18.000 khán giả, trong đó chỉ có khán đài A được trang bị mái che. Những năm gần đây, sân vận động này được xem là sân nhà của các đội tuyển bóng đá trẻ Việt Nam. Hiện tại đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Phú Thọ. Sân vận động Đồng Nai chính thức trở lại với môi trường bóng đá chuyên nghiệp sau 8 năm vắng bóng. Được xây dựng từ đầu những năm 2000, sân vận động Đồng Nai trở thành một trong những sân vận động lớn của khu vực miền Nam với sức chứa 20.000 khán giả. Dù có thiết kế 4 mặt khán đài, nhưng thực chất chỉ có 3 khán đài BCD là đạt tiêu chuẩn, khán đài A rất nhỏ, với sức chứa không đáng kể. Toàn bộ sân vận động vẫn chưa lắp đặt ghế ngồi. Năm 2013, sân Đồng Nai đã được lắp đặt hệ thống chiếu sáng với kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Với công suất chiếu sáng 1.400 lắp, biến nó trở thành một trong những dàn đèn tốt nhất ở các sân vận động tại Việt Nam. Sân vận động này còn trải qua một vài đợt cải tạo để tổ chức các sự kiện thể thao của tỉnh Đồng Nai và quốc gia. Mặt cỏ sân Đồng Nai là cỏ lá gừng với chất lượng ở mức trung bình. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai tại mùa giải 2023-2024. Lần đầu tiên kể từ khi được xây dựng, sân vận động Hòa Xuân phải góp mặt ở sân chơi hạng 2 của bóng đá Việt Nam. Được khởi công xây dựng vào tháng 2 năm 2013 trên diện tích đất 66.530m2, sân vận động này chính thức được khánh thành vào ngày 30 tháng 8 năm 2016. Kinh phí xây dựng ban đầu là 300 tỷ đồng, sau khi được đầu tư lắp đặt ghế ngồi và dàn đèn chiếu sáng, tổng kinh phí xây dựng là hơn 327 tỷ đồng. Sân bóng này có sức chứa 20.000 khán giả, biến nó trở thành sân vận động dành riêng cho bóng đá lớn nhất Việt Nam hiện nay. Toàn bộ khán đài đã được lắp đặt ghế ngồi, trong đó khán đài A có thiết kế 2 tầng được trang bị mái che. Toàn bộ ghế ngồi trên khán đài sân Hòa Xuân mang màu xanh dương, trong đó ghế ở khán đài B có màu sắc hơi nhạt, do được tận dụng từ sân vận động Chi Lăng. Mặt sân Hòa Xuân sử dụng cỏ Bermuda, nhưng việc chăm sóc mặt cỏ này được thực hiện không tốt, nên chất lượng mặt sân luôn chỉ ở mức trung bình. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng kể từ năm 2017. Được khánh thành vào năm 2003, sân vận động Ninh Bình trở thành một trong những sân vận động hiện đại nhất miền Bắc thời điểm bấy giờ. Sau thời gian dài bỏ không vì đội bóng Ninh Bình giải thể, sân bóng này được hồi sinh vào năm 2021 để làm sân nhà của câu lạc bộ Công an Nhân dân. Một loạt hạng mục được cải tạo, bao gồm mặt cỏ và dàn đèn mới, thay thế màn hình LED chính của sân vận động. Đến năm 2022, tỉnh Ninh Bình chi thêm 15 tỷ đồng để tiếp tục cải tạo sân vận động này. Mái che khán đài A được sơn sửa lại kết cấu thép và lắp đặt lớp tôn mới phía trên với màu sắc mới. Toàn bộ khán đài và các phòng chức năng được sơn sửa lại với màu sắc đồng bộ. Từ trên cao, sân vận động Ninh Bình nhìn như một sân bóng mới được xây dựng. Sân Ninh Bình có 2 khán đài, với sức chứa hiện tại khoảng 22.000 khán giả. Trong đó, khán đài A có 2 tầng với kết cấu mái che bằng thép và đã lắp đặt đầy đủ ghế ngồi. Khán đài B có thiết kế đơn giản và nhỏ gọn, hiện chưa được lắp ghế ngồi. Sau một mùa giải phục vụ câu lạc bộ Công an Nhân dân, sân Ninh Bình trở thành sân nhà của câu lạc bộ Phù Đổng từ mùa giải 2023. Kể từ khi được cho phép sử dụng sân vận động Ninh Bình làm sân nhà, câu lạc bộ bóng đá Phù Đổng đã duy trì công tác chăm sóc, cải tạo mặt sân tương đối tốt. Mặt cỏ Bermuda của sân Ninh Bình đã được bình chọn là một trong những mặt sân tốt nhất tại giải hạng nhất quốc gia 2023. Sân vận động Phan Thiết sẽ có lần đầu xuất hiện ở các giải bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam nếu kịp hoàn thành cải tạo trong thời gian tới. Trên danh nghĩa là sân nhà của câu lạc bộ Bình Thuận, nhưng do không đáp ứng được các yêu cầu từ VFF, sân vận động Phan Thiết không đủ điều kiện để sử dụng tại các giải bóng đá chuyên nghiệp. Vì vậy, mới đây, tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt dự án nâng cấp, sửa chữa sân vận động này, trong đó bao gồm làm mới mặt sân và dàn đèn chiếu sáng. Tổng mức đầu tư cho dự án này là 17,98 tỷ đồng, từ nguồn xổ số kiến thiết. Hiện ban quản lý dự án đang trình sở xây dựng thẩm định thiết kế, làm cơ sở để phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình. Dự kiến trong tháng 10 này sẽ khởi công dự án và hoàn thành đưa sân vận động vào sử dụng trở lại trong năm 2023.